Công ty Golden Health hân hạnh giới thiệu sản phẩm Fucoidin, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Fucoidin cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vieftv2022@gmail.com. Tin Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt TV Australia, sinh hoạt chính trị tại Úc bắt đầu trở nên sôi nổi sau khi thống kê mới nhất cho thấy chính phủ và đối lập đang nhận được mức ủng hộ ngang nhau. Trong lĩnh vực gia cư, hệ thống cho thuê ngắn hạn Airbnb phản bác lại các cáo buộc của các cơ quan chính quyền tại Úc về tình trạng khan hiếm nhà cho thuê. Trong khi đó, tại New South Wales, Ủy viên Cảnh sát Karen Webb kêu gọi cải tổ luật lệ về chính sách biếu tặng trong ngành cảnh sát. Liên quan đến y tế, Queensland vừa cảnh báo tình trạng gia tăng bệnh cúm ở trẻ em dưới 5 tuổi, trong khi WHO thì cảnh báo tình trạng gia tăng bệnh Mpox tại châu Phi và nguy cơ lây lan toàn cầu. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Hai, ngày 12 tháng 8 năm 2024 của VietTV Australia. Đầu tiên là tin sinh hoạt chính trị, chính phủ và đối lập nhận sự ủng hộ như nhau 50-50. Một cuộc thăm dò mới gây sốc cho thấy chính phủ lao động và liên đảng đối lập đang đuổi sát nút lần đầu tiên sau 2 năm, làm dấy lên các lý thuyết về một chính phủ thiểu số có thể xảy ra trong cuộc bầu cử tiếp theo. Một cách cụ thể thì theo cuộc thăm dò mới nhất của Newspoll được tiến hành từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 và có sự tham gia của 1.258 cử tri, kết quả cho thấy số phiếu bầu sơ bộ của chính phủ Albanese là 32%, trong bối cảnh chính phủ liên tục bị chỉ trích về cách xử lý cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và áp lực lạm phát. Con số này cũng đánh dấu mức giảm 1% đối với đảng lao động kể từ cuộc thăm dò Newspoll gần đây nhất. Trong khi đó, sự ủng hộ dành cho liên đảng đối lập đã tăng lên 39%, đánh dấu một trong những khoảng cách lớn nhất giữa hai chính đảng. Điều này có nghĩa là cả Đảng Lao động và Liên đảng Tự do Quốc gia đều chia đôi theo tỷ lệ 50-50 trên cơ sở hai đảng được ưa chuộng. Ngoài ra, kết quả của Newspoll cũng cho thấy 57% cử tri hiện tin rằng một chính phủ thiểu số từ một trong hai đảng là kết quả có khả năng xảy ra nhất tại cuộc bầu cử liên bang tiếp theo. Trong khi đó, về vai trò thủ tướng, thì ông Albanese vẫn dẫn trước lãnh tụ đối lập Peter Dutton với 46-39%. Tuy vậy, cử tri vẫn không hài lòng với cả hai nhà lãnh đạo với tỷ lệ chấp thuận của ông Albanese giảm một điểm xuống còn 43%. Bên cạnh đó, số phiếu bầu sơ bộ của Đảng Xanh cũng đã bị giảm một điểm xuống còn 12%, trong khi các đảng lớn khác có số phiếu bầu sơ bộ tăng một điểm lên 11%. Riêng đảng One Nation của bà Polly Hanson vẫn không thay đổi với số phiếu bầu sơ bộ là 6%. Chính quyền lao động Albanese hiện đang đối mặt với áp lực mới về phản ứng của mình đối với các biện pháp cứu trợ chi phí sinh hoạt, bao gồm cả khoản hoàn tiền tài trợ năng lượng $300 trong ngân sách hồi tháng 5 vừa qua. Và vào tuần qua, Thủ tướng cũng đã thông báo rằng những người giữ trẻ sẽ được tăng 15% lương bổng trong 2 năm. Tin về gia cư, Airbnb phản pháo cuộc khủng hoảng bất động sản khi Council ngăn chặn việc cho thuê ngắn hạn. Hệ thống cho thuê nhà ngắn hạn Airbnb vừa lên tiếng chỉ trích tuyên bố từ các hội đồng thành phố khi cho rằng hệ thống này đang góp phần gây ra cuộc khủng hoảng nhà cửa tại Úc và do đó nhiều council đang có động thái chặn việc cho thuê ngắn hạn. Dữ liệu về chỉ số cho vay mà Tổng nhà thống kê ABS công bố vào tháng 2 cho thấy quy mô các khoản nợ thế chấp trung bình tính đến tháng 12 năm 2023 là ở mức cao nhất từng được ghi nhận là $624,383. Trong khi đó, dữ liệu từ công ty PropCheck cho thấy chi phí thuê nhà trung bình toàn quốc là $600 một tuần trong quý 2 năm 2024. Riêng tại các thành phố thủ phủ thì giá thuê cao hơn là $640 một tuần.
trong khi khu vực nông thôn có giá thuê thấp hơn là 540 đô la và tỷ lệ nhà trống là 1,4%, trong khi trước đại dịch, tỷ lệ nhà trống trung bình là 2,5%. Robcheck nhận xét, với nguồn cung cho thuê mới hạn chế và nhu cầu thuê nhà liên tục tăng mạnh, tỷ lệ nhà trống dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp. Và những thông tin này đã khiến các công ty cho thuê nhà ngắn hạn, bao gồm Airbnb, đã bị chỉ trích rộng rãi. Nhiều hội đồng thành phố đã tự đưa ra nhiều lệ phí với những căn nhà cho thuê bởi Airbnb. Chẳng hạn như tại Byron Bay, một khu du lịch nổi tiếng ở khu vực biên giới giữa New South Wales và Queensland. Cao sổ cho biết sẽ áp dụng mức giới hạn đối với nhà cho thuê với Airbnb kể từ tháng 9. Theo đó, những căn nhà này chỉ được cho thuê trong 2 tháng, tức là 60 ngày mỗi năm. Biện pháp này nhằm kéo những căn nhà cho thuê ngắn hạn trở lại với thị trường cho thuê truyền thống. Tuy nhiên, Giám đốc quốc gia của Airbnb tại Úc và New Zealand, bà Susan Wilden, đã tuyên bố rằng dịch vụ cho thuê ngắn hạn chỉ chiếm một phần rất nhỏ, tương đương 1% trong số các dịch vụ cho thuê đang có sẵn. Tin sinh hoạt tài chánh. Ray Group tăng doanh thu nhờ thị trường bất động sản cực kỳ mạnh tại Úc. Tổng giám đốc điều hành công ty Ray Group là trang web niêm yết bất động sản được truy cập nhiều nhất tại Úc, đã xác nhận về việc doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ thị trường bất động sản rất lành mạnh tại Úc. Theo ông Rowan Wilson, thì điểm nổi bật về tài chính của Ray Group là doanh thu đã tăng 23% lên mức 1.453 tỷ đô la trong năm tài chính trước, tương đương với lợi nhuận ròng sau thuế là 461 triệu đô la. Những con số này đã được công bố nhân kỷ niệm 25 năm công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán và nêu rõ trong báo cáo thường niên được công bố vào thứ Sáu rằng khoản đầu tư 1.000 đô la vào năm 1999 sẽ có giá trị 500.000 đô la vào năm 2024. Phát biểu với người dẫn chương trình Rose Greenwood của đài Sky News, ông Wilson đã tiết lộ hai yếu tố chính thúc đẩy hiệu suất hoạt động của công ty, mặc dù có những ý kiến cho rằng Úc Châu đang có cuộc khủng hoảng nhà ở. Theo ông Wilson, thì công ty rất vui mừng trước những kết quả xuất phát từ một thị trường bất động sản rất lành mạnh, khi tổng số niêm yết trên cả nước tăng 7% và 5% so với mức trung bình 6 năm. Cũng theo ông Wilson, thì Ray Group có lượng người tìm kiếm bất động sản lớn nhất cả nước, với khoảng 10,8 triệu người Úc đã truy cập trang web của họ mỗi tháng. Bên cạnh đó, ông Wilson cũng cho biết thêm, sự gia tăng dân số là động lực lớn cho nhu cầu bất động sản. Và mặc dù chính phủ đã giảm bớt số lượng người nhập cư mới vào Úc, nhưng 12 tháng trước đó, thì thị trường gia cư đã đạt mức kỷ lục và đã giúp công ty đạt được nguồn thu chưa từng có. Kế đến là tin từ New South Wales, Ủy viên Cảnh sát Karen Webb kêu gọi xem xét toàn diện chính sách về quà tặng. Ủy viên Cảnh sát New South Wales, bà Karen Webb vừa lên tiếng kêu gọi một cuộc xem xét về chính sách quà tặng của lực lượng cảnh sát sau khi bị cáo buộc là đã hoang phí tiền thuế của cư dân trong việc mua rượu cho mục đích biếu tặng. Nhắc lại là bà Webb đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần trước sau khi nghị sĩ độc lập Rod Robert sử dụng quyền đặc miễn quốc hội để yêu cầu bà Webb giải thích về việc đã mua nhiều chai rượu đắt tiền để vừa làm quà tặng, vừa để dành cho nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, bà Karen Webb đã bảo vệ hành động này và cho rằng bà chỉ tiếp nối truyền thống từ ủy viên tiền nhiệm Mick Fuller về việc mua rượu để biếu tặng khi cần thiết. Tuy vậy, một cuộc điều tra của Ủy ban về thực thi pháp luật đã phát hiện ra rằng, mặc dù bà Webb không có hành vi nào sai trái nghiêm trọng, nhưng bà lại có mối quan hệ khá thân thiết với nhà cung cấp rượu, nơi bà đã mua hơn 50 chai rượu đắt tiền bằng tiền của người nộp thuế. Nhà cung cấp rượu Michael Hope hiện đang là một điểm gây tranh cãi với Ủy ban thực thi pháp luật, gọi tắt là LEWC, khi nhận được một khiếu nại ẩn danh vào tháng 9 năm 2023 về việc bà Karen Webb đã không khai báo về xung đột lợi ích, mà từ tiếng Anh gọi là Conflict of Interest. Trong một tuyên bố vào thứ Sáu, ủy viên cho biết bà đã yêu cầu xem xét toàn diện các chính sách tặng quà của lực lượng cảnh sát New South Wales, dự kiến sẽ hoàn thành trong những tuần tới. Ngoài ra, bà Webb cũng thừa nhận rằng đáng lẽ bà nên khai báo về mối liên hệ của bà với nhà cung cấp rượu. Sau đây là tin từ Queensland. Bộ trưởng Y tế cảnh báo sau khi tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi phải nhập viện gia tăng vì bị cúm. Số trẻ em dưới 5 tuổi tại Queensland phải vào bệnh viện cấp cứu vì bệnh cúm đã tăng gấp đôi trong tuần qua, theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế.
gây lo ngại cho các chuyên gia y tế. Trong bối cảnh này, ngày hôm qua Bộ trưởng Y tế Queensland bà Shannon Fentiman và Thủ hiến Stephen Mars đã mở cuộc họp báo chung để đưa ra cảnh báo. Theo bà Fentiman, thì tính đến ngày 10 tháng 8, đã có 364 người phải vào bệnh viện cấp cứu vì bệnh cúm. Đây là sự gia tăng rất đáng ngại sau khi một tuần trước đó đã có 318 người đã cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại, nghiêm trọng nhất, đó là sự gia tăng số trường hợp nhập viện ở trẻ em dưới 5 tuổi đã tăng gấp đôi, từ 13 ca vào tuần trước lên thành 28 ca vào tuần này. Và trong số này, chưa có đến 15% đã được chủng ngừa. Do đó, thông điệp quan trọng nhất mà Bộ trưởng Y tế và Thủ hiến Queensland muốn gửi đến cho người dân Queensland là kêu gọi tất cả những ai trên 6 tháng tuổi mà chưa chủng ngừa bệnh cúm thì hãy nên làm điều này ngay. Và để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho cư dân, bà Fentiman cũng tuyên bố là chương trình chủng ngừa bệnh cúm tại Queensland sẽ hoàn toàn miễn phí cho tất cả cư dân và thời gian áp dụng cho đến hết ngày 30 tháng 9. Cư dân Queensland có thể chích ngừa cúm với bác sĩ gia đình hoặc tại các tiệm thuốc Tây. Bà Fentiman cho biết mùa cúm vẫn đang diễn ra sôi nổi do những đợt thời tiết cực lạnh trên toàn tiểu bang vào mùa đông năm nay và mùa cúm sẽ không đạt đỉnh cho đến cuối tháng 8. Cuối cùng cũng tin sức khỏe đời sống. WHO triệu tập cuộc họp khẩn do lo ngại dịch bệnh Mpox ở châu Phi. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ông Tedros ngày hôm qua đã triệu tập một cuộc họp khẩn trong bối cảnh lo ngại dịch bệnh Mpox, tức là bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan tại châu Phi, có thể dẫn đến tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Chỉ riêng tuần trước, đã có gần 900 trường hợp được ghi nhận ở châu Phi. Trong số này có 5 người đã tử vong. Mpox là một bệnh truyền nhiễm do virus lây lan từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua tiếp xúc với động vật. Trong một cuộc họp báo qua video, ông Tedros giải thích rằng các đợt bùng phát Mpox là do các loại virus khác nhau được gọi là nhóm. Trong số các nhóm, nhóm nghiêm trọng nhất gọi là nhóm 1B và nhóm này đã ở Kenya, Rwanda và Uganda. Hiện tổng cộng đã có 16 quốc gia châu Phi đã báo cáo các trường hợp mắc bệnh Mpox, trong khi 18 quốc gia khác có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, đã có khoảng 38.465 trường hợp nhiễm bệnh và 1.456 ca tử vong được ghi nhận tại châu Phi kể từ tháng 1 năm 2022. Trong khi đó tại Úc vào tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế Victoria cũng đã cảnh báo về nguy cơ lây lan bệnh Mpox sau khi phát hiện 61 ca nhiễm. Trước đó vào ngày 6 tháng 6, các cơ quan chức năng tại Úc cũng đã báo cáo 24 ca nhiễm Mpox được xác nhận trong vòng 7 tuần kể từ ngày 18 tháng 4. WHO kêu gọi bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính với Mpox hãy tự cách ly để tránh lây lan cho người khác, đồng thời cho biết thêm rằng chủng ngừa vaccine cũng có thể ngăn ngừa nhiễm trùng. Hầu hết những người mắc bệnh Mpox thường sẽ hồi phục trong vòng từ 2 đến 4 tuần. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của VietTV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.